Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với VTD Channel. Như thường lệ, mình là Duy. Thì trong cái video đầu tiên này, mình sẽ nói giới thiệu về series tự học WordPress cơ bản. Và nội dung chính của video lần này đó là tổng quan về WordPress. Thì như các bạn thấy trên màn hình, chúng ta đang truy cập trang quảnduy.com và đây là cái trang web, trang blog cá nhân của mình. Thì ngay cái bài này mình có giới thiệu qua về cái series học WordPress cơ bản. Thì cái series này dành cho những ai? Nếu mà các bạn đã xem video này thì có thể bạn đã đang có nhu cầu tìm hiểu về WordPress, hoặc nếu các bạn vô tình thấy video này trên mạng hay là ở đâu đó, hoặc là bạn bè share, thì cũng có thể là bạn sẽ xem qua khoảng 2 tới 3 phút thì các bạn có thể biết được là mình có nhu cầu để học WordPress hay không ha. Thì đầu tiên thì mình xin nói về series này dành cho cái đối tượng nào. Thì nói chung bất cứ ai cũng có thể xem qua cái series WordPress cơ bản của mình. Tuy nhiên thì đây là cái series được thiết kế dành riêng cho những ai không có nhiều kiến thức về lập trình, và cụ thể hơn là đối tượng là người dùng cuối, tức là end user, tức là chúng ta chỉ cần biết cách là thao tác, biết cách cài đặt, biết cách cấu hình và chúng ta chỉ cần sử dụng mà thôi. Cho nên là nếu mà các bạn đang là lập trình viên, hoặc là các bạn đang là kỹ thuật viên, hoặc là đang phụ trách một cái chuyên môn nào đó liên quan về vấn đề kỹ thuật, thì cái video này vẫn có ích cho bạn nếu như bạn đang mong muốn tìm hiểu về WordPress và chúng ta không có bàn bất cứ cái vấn đề về lập trình hoặc là về code ở đây nha. Rồi, thì câu hỏi đặt ra, tôi không biết gì về kỹ thuật lập trình thì có theo dõi được series này hay không, nhưng mình đã trả lời rồi hai các bạn, chắc chắn là 100% là các bạn có thể theo dõi video này. Thậm chí là nếu mà các bạn chỉ biết lên Google, chúng ta chỉ biết tìm kiếm, chúng ta chỉ biết đọc báo VN Express hay là báo Tuổi Trẻ, hay là chúng ta chỉ biết lướt Facebook, hoặc là chúng ta chỉ biết xem video YouTube vân vân, thì đương nhiên là các bạn hoàn toàn có khả năng xem hết cái series của mình, bởi vì những cái kiến thức trong cái series này không có thiên nhiều về kỹ thuật, đặc biệt là về lập trình, mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước và thao tác cụ thể thông qua video, và các bạn chỉ cần làm theo step by step từng bước là các bạn có thể làm được và đạt được cái kết quả như là mình đã trình bày ở trong cái video. Rồi, thì cái kết quả đầu ra của cái series này là gì? Thì sau khi xem hết từ A đến Z toàn bộ cái series này thì các bạn có thể tự làm cho mình một cái website chuyên nghiệp ha, và các bạn có thể thành thạo quản trị web. Mình nói ở mức mức độ cơ bản, tức là các bạn đã có thể biết cách chúng ta cấu hình, tự mình thiết lập cái website của mình mà không cần phải thuê một cá nhân hoặc là một cái tổ chức thiết kế web bên ngoài nè ha. Rồi, thì dĩ nhiên đây là cái series cơ bản, thì chắc chắn là trong tương lai mình sẽ có những cái series nâng cao. Thì series nâng cao sẽ trình bày những cái nội dung nào? Thì series nâng cao mình sẽ nói sâu hơn về kỹ thuật và nói sâu hơn về những cái tính năng mở rộng dành cho WordPress mà trong cái series cơ bản này không có đề cập tới. Thì để mà xem những cái series nâng cao thì bắt buộc các bạn phải xem qua cái series cơ bản của mình, hoặc là các bạn đã biết về cái kiến thức nền tảng của WordPress cùng với những cái kiến thức cơ bản trong cái quản trị WordPress thì chúng ta mới có thể xem được cái series nâng cao. Rồi, và mình cũng chưa có cái lịch ra mắt chính thức cái series nâng cao, tuy nhiên là sẽ sớm ra mắt sau khi mình hoàn thành cái series cơ bản này, và đây là cái video đầu tiên các bạn đang xem. Có nhiều loại website khác nhau, vậy series này tập trung để xây dựng loại website nào? Thì như mình đã nói với mọi người ha, series này mình sẽ cho ra đời cái kết quả đầu ra đó là một cái trang web tin tức đơn giản
hoặc chúng ta có thể gọi là một cái trang blog đơn giản để chúng ta đăng bài viết và những cái nội dung liên quan, hoặc những cái nội dung các bạn yêu thích, hoặc là những cái nội dung mà các bạn đang mong muốn để quảng bá trên mạng. Rồi, những cái loại website ví dụ như là web bán hàng hoặc là web tin tức phức tạp giống như là VN Express, giống như là tuổi trẻ.vn, tuổi trẻ.net hay là tuổi trẻ.vn, VN Express.net, hoặc là những cái trang về tin tức, chuyên về tin tức ví dụ như là Zenka hay là những cái trang về cà phê ép vân vân, thì các bạn sẽ được học ở trong cái series nâng cao. Và ngoài ra trong series nâng cao cũng sẽ có một số cái bài liên quan về landing page để các bạn có thể tạo ra một cái trang landing page chúng ta chạy quảng cáo, đổ traffic vào để chúng ta bán hàng. Rồi, tôi có phải mua ngay tên miền và hosting ngay bây giờ để thực hành nội dung trong series này hay không? Thì xin thông báo với các bạn là các bạn không cần thiết phải mua tên miền và hosting để học cái series này. Tuy nhiên, trong cái video thứ 3, thứ 4 thì mình đã giới thiệu cho các bạn có thể đăng ký tên miền và đăng ký hosting ở nhà cung cấp Việt Nam, và các bạn chỉ cần làm theo những cái bước mình hướng dẫn trong video là được. Bởi vì nhà cung cấp tên miền hosting Việt Nam cho nên là chúng ta đăng ký rất là dễ dàng và việc thanh toán cũng cực kỳ dễ dàng, không cần phải đăng ký thẻ Visa, không cần phải đăng ký tài khoản PayPal, các bạn chỉ cần chuyển khoản qua ngân hàng là được, hoặc là chúng ta thanh toán trực tiếp tại văn phòng của nhà cung cấp là được. Thì mình xin chân thành khuyến khích các bạn là nên mua tên miền và hosting để mà chúng ta thực hành toàn diện cái series này. Đây là cái bài viết các bạn đang xem trên màn hình. Thì trước đây mình chưa có chú trọng quá nhiều về cái vấn đề là mua tên miền và hosting để mà chúng ta thực hành. Tuy nhiên là khi mà sau một cái khoảng thời gian dài mình đào tạo cho các bạn sinh viên và cũng như là người đi làm, thì chúng ta gặp một cái vấn đề, đó là nếu mà các bạn không mua tên miền và mua hosting, các bạn chỉ thực hành trên máy tính của mình thông qua cái phần mềm SAMIB, tức là cái phần mềm giả lập cái máy tính của mình là cái nơi lưu trữ website đó, thay vì chúng ta mua hosting. Thì cái vấn đề nảy sinh, cái vấn đề phát sinh đó là khi mà các bạn làm cái website thực tế để mà kinh doanh, các bạn làm cái website thực tế để mà chúng ta làm tin tức hay là chúng ta đăng những cái thông tin liên quan về sản phẩm vân vân, thì lại cảm thấy là khó khăn bởi vì chúng ta đang theo cái guồng từ A tới Z cái series này. Cho nên là mình xin nhấn mạnh lại một lần nữa là các bạn nên mua một cái tên miền và mua một cái hosting để mà chúng ta thực hành. Rồi, tiếp theo mình sẽ nói qua tổng quan về WordPress trước khi chúng ta kết thúc cái video này. Như vậy thì WordPress là gì? Tại sao chúng ta nên dùng WordPress? Nếu mà các bạn tình cờ xem cái video này thì các bạn có thể chưa biết WordPress là gì, nhưng có lẽ các bạn đã nghe loáng thoáng ai đó nói về WordPress nếu mà các bạn đang làm trong cái lĩnh vực website, hoặc là làm trong cái lĩnh vực marketing, hoặc là các bạn đang kinh doanh online, thì mình tin chắc rằng là trên 80% đã nghe qua WordPress rồi, đúng không? Nhưng mà mình chưa có biết WordPress cụ thể nó là cái gì, mình chỉ biết WordPress là website vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn WordPress là gì một cách chuyên sâu, cụ thể hơn. Rồi, thì WordPress là một cái phần mềm mã nguồn mở. Một cái phần mềm mã nguồn mở. Hai, các bạn lưu ý, phần mềm mã nguồn mở nó sẽ khác với cái mã nguồn đóng. Mã nguồn mở được gọi là open source ha, còn mã nguồn đóng nó gọi là closed source hoặc là private source code ha. Thì mã nguồn mở là được phát triển bởi cộng đồng người sử dụng và nó hoàn toàn miễn phí.
khi mà các bạn nghe tới một cái vấn đề gì đó mà liên quan tới mã nguồn mở thì các bạn nghĩ ngay trong đầu nó là miễn phí, còn mã nguồn đóng là trả phí. Các bạn lưu ý điều này ha. Và WordPress được viết bởi cái ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu là MySQL. Thì một số anh chị sử dụng cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server thì có một số người đọc là SQL Server, thì khi mà họ tìm hiểu PHP và họ đọc cái MySQL là thành MySQL cũng được, không sao cả ha. Dĩ nhiên là một số người thì người ta nói vậy, nhưng mà mình khuyên các bạn là chúng ta nên đọc là MySQL để mà nhiều người biết hơn. Rồi, thì đây là cái phần này là cái phần nói về cơ bản WordPress là gì. Thì các bạn có thể đọc cái thông tin này trên cái web của mình là được. Mình không có nói chuyên sâu quá nhiều về cái vấn đề này ha. Rồi, thì cái phiên bản đầu tiên ra đời là vào ngày 27 tháng 5 năm 2003, tức là rất là lâu rồi. Và hiện tại thì WordPress được sở hữu bởi công ty là Automatic. Và công ty này có trụ sở ở San Francisco, California. Rồi, thì mình xin nói thêm WordPress. Cái lúc đầu nó ra đời, nó là một cái nền tảng blog, hay còn gọi là blogging platform, hay là sau này nó sẽ phát triển lên thành là CMS, tức là cái hệ quản trị nội dung. Thì cái thời điểm mà mới bắt đầu vào Việt Nam, WordPress chúng ta biết tới nhiều, nó là một cái mã nguồn để làm blog. Và sau này khi mà nó phát triển mạnh lên rồi thì nó có thể làm được web tin tức và cũng có thể làm được web bán hàng hoặc là một cái trang web thương mại điện tử. Các bạn lưu ý, web bán hàng với website thương mại điện tử nó có điểm chung và nó cũng có điểm riêng ha. Thương mại điện tử thì nó được hiểu là một cái hệ thống rồi, chứ không chỉ là một cái website nhỏ lẻ bình thường. Còn website bán hàng, chúng ta hay quen gọi website bán hàng, thì các bạn hiểu website bán hàng là những cái website mà kinh doanh nhỏ lẻ, hoặc là kinh doanh những cái mặt hàng với số lượng là dưới 1.000 sản phẩm trên website đó, thì chúng ta có thể nói là website bán hàng. Tuy nhiên là về thương mại điện tử, nó sẽ đi sâu hơn, không chỉ bán hàng ở từ một phía mà chúng ta bán hàng từ nhiều phía. Và trên website thương mại điện tử nó có những cái gian hàng nữa ha, chứ không chỉ là một mình chúng ta bán hàng. Cho nên các bạn lưu ý, thì để mà hiểu được cái website thương mại điện tử là gì thì các bạn có thể Google để chúng ta tìm hiểu thêm. Thì mình xin nói lại một cái thông tin là WordPress có thể làm được website thương mại điện tử giống như là Tiki, Lazada, Shopee, Amazon hoặc là A Đây Rồi, Sendo vân vân, giống như những cái trang đó có thể làm được ha. Tuy nhiên là cái hạ tầng đối với WordPress phải thật sự là tối ưu, và chúng ta phải các bạn phải tìm hiểu cực kỳ sâu về cái mã nguồn WordPress cũng như là những cái plugin, tức là những cái thành phần mở rộng để mà có thể làm được một cái trang thương mại điện tử hoàn chỉnh. Còn sau đó khi mà cái lượng người dùng ta truy cập vào website nhiều hơn như những cái trang lớn như là Tiki, thì các bạn đối với WordPress thì một cái lời khuyên chân thành không phải từ mình mà là từ những cái chuyên gia hàng đầu về WordPress trên thế giới, họ khuyên là không nên sử dụng WordPress để làm một cái website thương mại điện tử lớn. Các bạn có thể dùng WordPress để làm những website thương mại điện tử nhỏ hoặc là trung bình ha. Rồi, đây là một cái infographic nói về WordPress và 25 điều các bạn chưa biết về WordPress. Có thể là một số bạn biết qua WordPress thì có thể là chúng ta biết những cái điều này rồi. Tuy nhiên là mình không có chắc chắn là các bạn biết hết 100% 25 điều này. Mình sẽ nói qua 25 điều này nó là cái gì, và các bạn chỉ cần nghe qua và chúng ta
một số thông tin chúng ta nhớ, một số thông tin chúng ta nghe qua để biết thôi ha. Cái bài video này là cái bài giới thiệu tổng quan, chúng ta không cần phải biết quá nhiều thông tin WordPress, chúng ta chỉ cần biết nó xuất phát điểm là từ năm 2003 và đầu tiên nó ra đời đó là một cái nền tảng để mà làm blog, sau này nó phát triển lên thành web bán hàng, có thể làm web bán hàng, web tin tức, web thương mại điện tử, web đặt vé máy bay, rồi web coupon, những cái khóa học, rồi những cái coupon giảm giá vân vân. Đó là cái câu chuyện sau này thì các bạn chỉ cần nhớ cái thông tin vậy thôi. Rồi thì 25 cái điều này mình cũng sẽ nói qua một số những cái điều mình sẽ nhấn mạnh, thì các bạn chỉ cần nhớ những cái điểm mà mình nhấn mạnh là được, và những cái khác các bạn nghe qua để chúng ta nắm thông tin. Rồi, đầu tiên WordPress nó có cái tuổi đời là lâu hơn Twitter và Facebook. Facebook thì chắc chắn là mình nghĩ là chắc 100% các bạn xem video này là biết Facebook là cái gì rồi ha, và mình cũng tin chắc rằng 100% các bạn đang xem video này đang sử dụng Facebook. Còn Twitter thì nó phổ biến ở bên nước ngoài nhiều hơn, ở Việt Nam thì cũng khá ít. Tại vì các bạn biết rồi ha, WordPress nó ra đời vào năm 2003, còn Twitter với Facebook ra đời sau rất là nhiều năm. Rồi cái điểm thứ hai là cái tên WordPress. WordPress là các bạn hình dung đây, WordPress nó là một cái từ ghép, nó ghép giữa hai từ Word và Press. Word nghĩa là từ ngữ ha, còn Press có nghĩa là nhấn mạnh. Thì WordPress có nghĩa là bạn có thể hiểu nôm na nó là nhấn mạnh nội dung, hay là nhấn mạnh câu chữ, hay là nhấn mạnh từ ngữ hay gì đó ha. Thì cái tên WordPress này nó được đề xuất bởi một cái người phụ nữ tên là Christine Sinclair Tremlett. Thì cái bà này á, bà là một cái blogger. Blogger là một cái người viết blog, tức là viết những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm, những cái thủ thuật trên mạng thì người ta gọi là blogger. Và bà này là bạn của cái Matt, của cái ông Matt, mà ông Matt lại là đồng sáng lập ra WordPress. Rồi, cái thông tin thứ ba mình muốn nói tới đó là cái infographic này mình không nhớ là làm vào cái năm bao nhiêu, hình như là 2016 thì phải. Thì cái trong cái thông tin này nó có nói là gần 27% tất cả những cái website là sử dụng nền tảng WordPress, các bạn lưu ý ha. 27% đó là một con số rất là lớn chứ không phải nhỏ. Tại vì 100% trên thế giới chúng ta có rất là nhiều nền tảng mà WordPress nó đã chiếm tới 27% rồi ha, con số là rất là lớn ha. Và cái con số này cho tới thời điểm hiện tại thì nó đã tăng lên rồi, theo như mình biết là nó lên tới 30 mấy% rồi. Tuy nhiên là mình không có nhớ chính xác cho nên mình cũng không có nói các bạn chính xác cái con số, nhưng mà nó là trên 30 mấy% rồi. Rồi cái thị trường WordPress, riêng trong cái thị trường CMS, tức là cái hệ quản trị nội dung, nó chiếm tới 76,4% ha các bạn, rất là lớn. Rồi cái điều thứ sáu là WordPress không có được sở hữu bởi bất kỳ công ty nào. Như các bạn biết ha, WordPress nó là một cái mã nguồn mở và nó được xây dựng bởi cộng đồng. Tuy nhiên, chúng ta nói WordPress có nghĩa là chúng ta nói toàn bộ cái mã nguồn WordPress, nói chung tất cả mọi thứ liên quan WordPress thì nó không được sở hữu bởi công ty nào. Nhưng cái trademark, tức là cái tên thương hiệu á, cái tên WordPress thì nó được sở hữu bởi WordPress Foundation. Điều thứ bảy, WordPress không có CEO, tức là nó không có giám đốc điều hành. Lý do là vì sao? Nó là phát triển bởi cộng đồng và rất là nhiều người tham gia để mà phát triển cái mạng nguồn này. Các bạn có thể đọc thêm thông tin ha, mình chỉ đọc qua những cái headline, những cái tiêu đề để mà chúng ta nắm sơ lược thôi. Rồi số 8, WordPress multi-billion dollar, tức là hàng tỷ đô la trong cái nền công nghiệp. Nó có giá trị lên tới hàng tỷ đô la trong cái nền công nghiệp.
Điều số 9 đó là 1,48 tỷ plug-in mà có thể tải về. Plug-in là gì? Plug-in sẽ được đề cập ở trong cái video thứ 6, thứ 7. Trong cái video là tìm hiểu tổng quan về plug-in và hướng dẫn cài đặt. Thì plug-in mình nói sơ qua ở đây, nó là một cái thành phần mở rộng để mà cài đặt thêm những cái tính năng cho WordPress mà bản thân mặc định mã nguồn WordPress nó chưa có ha. Rồi, số 10. WordPress được sử dụng bởi nhiều chính phủ ở trên toàn thế giới. Các bạn biết là cái trang tin tức của Nhà Trắng là cũng sử dụng WordPress. White House, cái trang mình không nhớ cái địa chỉ, nhưng mà các bạn có thể Google, các bạn tìm ha, blog White House, thì nó sử dụng nền tảng WordPress. Rồi, hoặc là cái trang tin tức của Facebook, họ cũng sử dụng WordPress. Và nhất rất là nhiều cái trang khác về mặt tin tức thì họ đều sử dụng WordPress. Rồi, số 11. Cho tới thời điểm hiện tại, không, cho tới thời điểm mà mình xem được cái infographic này, thì WordPress đã được đưa vào trong cái giáo dục rồi. Giống như là các bạn hình dung, trước khi mà lớp 6 trung học cơ sở Bộ Giáo dục Đào tạo đưa cái chương trình là Microsoft Word, Excel, PowerPoint vào cái chương trình là tin học để phổ cập kiến thức về tin học cho học sinh trung học cơ sở, thì WordPress hiện tại nó đã được đưa vào cái chương trình để giáo dục trong các trường đại học cao đẳng và những cái trường ở cái cấp độ là một số trường thì cấp độ cơ sở, một số trường là cấp độ phổ thông ở trên toàn thế giới rồi. Thì các bạn thấy là cái mức độ phổ cập về WordPress cho đại trà nó đang được thực hiện. Cho nên cái việc mà chúng ta hiểu về WordPress, chúng ta biết cái cách mà thiết lập, chúng ta biết cách cài đặt, chúng ta biết cách cấu hình và chúng ta biết cách sử dụng WordPress, đó là một cái điều mà mình tin chắc rằng vài năm nữa nó không phải xa lạ đối với nhiều người. Hiện tại có thể là xa lạ đối với rất là nhiều người, tuy nhiên là vài năm nữa thì nó không còn xa lạ. Giống như các bạn hình dung Facebook hiện tại chúng ta sử dụng là hầu như là ai cũng có tài khoản Facebook, trừ những cái trừ những người mà chúng ta ở vùng sâu vùng xa, chúng ta không có biết Facebook là gì thôi, chứ ở thành thị là hầu như là chúng ta biết Facebook hết rồi. WordPress sau này nó cũng sẽ vậy, nó cũng sẽ y chang cái tình huống vậy, tức là ai cũng sẽ biết tới WordPress và WordPress nó làm gì ha, và họ cũng có thể sử dụng thành thạo WordPress cho cái công việc cũng như cho cái đời sống và cho cái công việc kinh doanh của mọi người. Rồi, cái điều thứ 12 là có tới trên 50.000 plugin miễn phí. Trên 50.000 plugin cực kỳ nhiều ha các bạn. Điều số 13 thì càng ngày có những cái phiên bản không phải là tiếng Anh của WordPress được tải về. Tức là ngày xưa khi mà nó mới ra đời năm 2003 thì nó chỉ có một ngôn ngữ, đó là tiếng Anh thôi. Nhưng mà hiện tại các bạn, nếu mà các bạn truy cập vào cái trang official của WordPress, tức là cái trang chính thống á, thì các bạn thấy là WordPress hiện tại nó hỗ trợ tới mấy chục cái ngôn ngữ rồi. Và những cái ngôn ngữ nổi tiếng và những cái ngôn ngữ mà sử dụng nhiều trên thế giới là nó hầu như nó hỗ trợ hết cả rồi ha. Kể cả tiếng Việt. Các bạn thấy tiếng Việt không phải là một cái ngôn ngữ phổ biến trên thế giới, không phải ai cũng biết tiếng Việt, nhưng WordPress nó hỗ trợ phiên bản tiếng Việt luôn ha. Cho nên chúng ta không phải lo, chúng ta không phải lo là chúng ta biết tiếng Anh ít quá, sợ không sử dụng được WordPress, hay là chúng ta nghĩ rằng WordPress nó khó và chúng ta không hiểu WordPress nó là gì và chúng ta không biết cái cách quản trị. Bây giờ nó hoàn toàn tiếng Việt, thậm chí các bạn có thể không xem cái series này của mình, các bạn cũng có thể tự mò vô chúng ta đọc. Tại vì nó tiếng Việt mà, chúng ta đọc là chúng ta hiểu hết, và chúng ta bấm, chúng ta chọn, chúng ta làm tùm lum trong đó, thì các bạn có thể tự mò và chúng ta có thể biết được mà không cần phải xem qua cái series của mình. Rồi, cái số 14 đó, như mình đã nói là nó trên 68 ngôn ngữ trên toàn thế giới rồi. Số 15, WordCamp events ở trong 41 quốc gia
cái World Cup nó là một cái sự kiện lớn trên thế giới, và World Wrestling nó được tổ chức và với cái tên gọi là World Cup, World Cup chứ không phải là World Cup, World Cup. Nếu mà các bạn ở đang sống ở những cái quốc gia khác, Việt Nam thì hiện tại cũng có rất là nhiều cái sự kiện liên quan World Wrestling. Nhưng mà sự kiện chính thống của World Press tổ chức tại Việt Nam và được diễn thuyết bởi những cái chuyên gia về World Press trên thế giới, những cái speaker World Press trên thế giới thì rất là ít. Nếu các bạn sinh sống ở những quốc gia khác ngoài Việt Nam, đặc biệt là những cái quốc gia lớn như là Mỹ hoặc là những cái xung quanh mình như là Singapore, thì các bạn có thể là tham dự những cái event này. Rồi số 16, World Wrestling Meetup. Meetup tức là những cái cuộc giống như là những cái cuộc gặp gỡ, những cái cuộc trò chuyện, hoặc là những cái cuộc gọi là chia sẻ nhỏ, thì mình gọi là Meetup. Thì có trên 58 quốc gia. Rồi chúng ta còn khá là nhiều những cái thông tin này, các bạn có thể đọc thêm những cái thông tin này, chúng ta có thể đọc thêm để mà biết thêm. Rồi mình sẽ nói tiếp theo cái nội dung là 7 cái lý do kinh điển vì sao bạn nên chọn WordPress. Dĩ nhiên là các bạn lưu ý, mình làm series về WordPress không có nghĩa là mình cổ suý, mình cổ vũ cho cái việc là phải sử dụng WordPress. WordPress là số 1, phải sử dụng nó đi, không được sử dụng những cái nền tảng khác. Mình không có nói điều đó. Các bạn nên nhớ rằng chúng ta có rất là nhiều nền tảng, không chỉ riêng WordPress. Nếu mà chỉ riêng WordPress thì nó là đứng đầu trên thế giới và 100% người ta sử dụng rồi ha. Nãy nó cái thông số nó chỉ có 26% thôi. Như vậy còn lại những cái nền tảng khác nó là gì thì mình không nói ở trong cái series này. Nhưng mình có thể nói với các bạn rằng 7 cái lý do mà kinh điển nhất mà chúng ta nên chọn WordPress mà không phải chọn những cái nền tảng khác. Dĩ nhiên nền tảng nào nó cũng có thế mạnh và cũng có điểm yếu riêng ha. Các bạn có thể tìm hiểu thêm những cái nền tảng khác ngoài WordPress. Còn trong video này mình sẽ nói lý do kinh điển nhất, đó là nó cực kỳ dễ sử dụng. Các bạn biết rồi, chúng ta khi mà chúng ta sử dụng một cái gì đó ở trên mạng, sử dụng một cái công cụ gì đó, thì các bạn nghĩ ngay là nó có dễ sử dụng không, nó có dễ sử dụng không. Ví dụ như Facebook mà nó mà khó sử dụng một xíu là hầu như không ai sử dụng. Facebook nó cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ cần đăng ký tài khoản là xong. Rồi xong chúng ta vô kết bạn, chúng ta xài thôi. Chúng ta không có đọc bất cứ một cái tài liệu chính thống nào để mà sử dụng Facebook. Các bạn hình dung chưa? Tức là mình xài thôi, mình vô mình mò tí, mình biết xài, mình xài. Đó là cái tính cực kỳ dễ sử dụng của Facebook. Và Gmail thì nó có thể nó hơi thiên về công việc một xíu, hoặc các bạn có thể dành ra một chút thời gian là chúng ta mới có thể sử dụng thành thạo Gmail. Nhưng mà theo mình thì Gmail nó cũng cực kỳ dễ sử dụng và rất là nhiều người ta sử dụng Gmail mà không gặp cái khó khăn gì. Rồi với WordPress cũng vậy, nó cũng cực kỳ dễ sử dụng và nó hoàn toàn bằng tiếng Việt, giống như là Facebook vậy đó. Các bạn không có phải gặp nhiều cái vấn đề khó khăn. Cái lý do thứ hai, cộng đồng hỗ trợ đông đảo ha. WordPress nó có một cái lượng cộng đồng cực kỳ khổng lồ ở Việt Nam và trên thế giới. Mình nhấn mạnh ở Việt Nam là tại sao? Tại vì chúng ta đang sinh sống ở Việt Nam. Mặc dù cái mã nguồn này là được phát triển ở nước ngoài, nhưng mà chúng ta đang xài ở Việt Nam thì chúng ta cần cái cộng đồng ở Việt Nam hỗ trợ cho mình chứ, đúng không ạ? Nếu như các bạn mà Google gặp một cái vấn đề khó khăn gì đó đối với WordPress mà chúng ta Google bằng tiếng Việt mà chúng ta không ra kết quả tìm kiếm là bắt đầu thấy nản rồi, và bắt đầu phải Google tiếng Anh rồi, Google từ khóa tiếng Anh rồi, và chúng ta phải đọc những cái bài viết tiếng Anh rồi chúng ta mới có cái giải đáp. Nhưng mà các bạn yên tâm, đối với WordPress, cộng đồng Việt Nam cực kỳ lớn, cực kỳ mạnh mẽ,
hơn rất là nhiều so với những cái nền tảng khác. Các bạn hình dung chưa? Tức là nếu các bạn gặp cái vấn đề gì đó, các bạn chỉ cần lên Google, các bạn gõ tiếng Việt, tức là bị gì đó thì các bạn gõ vậy thôi, giống như các bạn tìm kiếm một cái vấn đề gì đó trên Google, hoặc là các bạn tìm kiếm một cái sản phẩm gì đó trên Google, chúng ta cứ gõ theo quán tính thôi, mà gõ tiếng Việt là ra kết quả, trong trang 1, trang 2, trang 3 là chắc chắn sẽ ra kết quả đáp ứng được cái nhu cầu của bạn và giải quyết được cái vấn đề của bạn. Rồi, một cái điều nữa, hàng loạt giao diện website chuyên nghiệp miễn phí. Cái mã nguồn nó đã miễn phí rồi. Những cái giao diện cho WordPress thì nó có hai loại, một là có phí, hai là miễn phí. Thì đối với những cái giao diện miễn phí, đối với WordPress cực kỳ nhiều, chúng ta không cần phải bỏ tiền ra, chúng ta mua giao diện, chúng ta sử dụng miễn phí đều được hết. À, các bạn có thể có sự lựa chọn riêng mình. Dĩ nhiên là giao diện có phí thì nó sẽ có những cái tính năng nâng cao hơn, và những cái mà nó thiết kế đẹp hơn, và những cái vượt bậc hơn, những cái gì đó nổi trội hơn so với miễn phí. Nhưng mà đối với miễn phí thì các bạn đã hầu như là chúng ta sử dụng được đầy đủ rồi. Rồi, đối với những cái giao diện mà WordPress thì các bạn có thể tham khảo, ví dụ như là trang ThemeForest là một cái chợ chuyên giao dịch WordPress, tức là buôn bán của giao diện ở trên này. Rồi chúng ta có trang MyThemeShop, rồi ThemeJunkie, hoặc là chúng ta vô cái thư viện WordPress chính thống của Google để mà chúng ta xem. Đó, các bạn có thể bấm vào link của mình để mà chúng ta xem. Rồi, rất đa dạng, nhiều lập trình viên Việt Nam phát triển và bán trên thế giới. Như mình đã giải thích với các bạn, plugin nó là một cái thành phần mở rộng để tích hợp vào WordPress. Mặc định về cơ bản á, WordPress nó cho phép chúng ta những cái tính năng cơ bản thôi. Những cái mà nâng cao hơn, những cái tính năng nâng cao hơn mà chuyên biệt hơn, chuyên sâu hơn, các bạn sẽ sử dụng plugin. Tức là chúng ta chỉ cần cài đặt và chúng ta sử dụng một số plugin có phí thì chúng ta mua rồi chúng ta sử dụng thôi. Thì rất là nhiều Việt Nam à, rất là nhiều lập trình viên Việt Nam phát triển những plugin trên toàn thế giới. Rất là giỏi. Rồi, cái điều tiếp theo đó là thân thiện của lập trình viên. Thì trong series này chắc mình nghĩ là đối tượng có thể là không phải là những cái bạn đang là lập trình, đúng không? Hoặc cũng có thể, nhưng mà mình tin rằng chỉ là một số ít các bạn đã đang là lập trình viên thôi. Thì mình cũng nói cái mã nguồn WordPress nó cực kỳ thân thiện với lập trình viên, tức là các bạn học về cơ bản lập trình, những cái môn mà các bạn được học đầu tiên ở trong cái chương trình đại học cao đẳng, ví dụ như là môn HTML, CSS, ngôn ngữ PHP và cái quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, là các bạn có thể làm lập trình viên WordPress được rồi. Các bạn có thể lập trình ra giao diện để bán trên các chợ như là ThemeForest, hoặc là các bạn có thể lập trình plugin để mà chúng ta bán, hoặc là các bạn có thể nhận những cái dự án freelance, hoặc là những cái dự án cho team của bạn, hoặc là chúng ta đi mở công ty để mà chúng ta nhận làm những cái dịch vụ, giống như là dịch vụ thiết kế website WordPress chẳng hạn ha. Hiện tại có rất là nhiều công ty thiết kế website WordPress trên Việt Nam. Rồi, cái điều tiếp theo đó là hỗ trợ đa ngôn ngữ. Hỗ trợ đa ngôn ngữ thì nó trên 60 64 ngôn ngữ hiện tại được hỗ trợ đối với WordPress, trong đó có tiếng Việt. Có thể làm được nhiều loại website khác nhau từ nhỏ cho tới lớn. Thì mình nói thêm là những cái web, ví dụ như là web cho thuê khách sạn, giống như là Agoda, các bạn có thể hoàn toàn làm được với WordPress. Hoặc những cái trang thương mại điện tử ha. Rồi những cái trang mà như coupon này nọ, rồi mã giảm giá, rồi những cái trang đặt vé máy bay vân vân, các bạn có thể làm được bằng WordPress. Rồi, cái nội dung cuối cùng mình trình bày trong video này mình nghĩ có vẻ là nó khá dài rồi, đó là những cái quan điểm sai lệch khi mà nhìn nhận về WordPress. Nếu các bạn chưa làm việc lâu với WordPress, hoặc là chúng ta chưa được trải nghiệm nhiều với WordPress, thì đôi khi chúng ta nghe loáng thoáng ai đó nói về WordPress, chúng ta có thể tin ngay. Thì đôi khi những cái lời nói đó nó là những cái quan điểm sai lầm, nó không đúng,
mà chúng ta nghĩ rằng nó đúng. Cho nên là cái phần này mình sẽ nói về những cái quan điểm mà chúng ta hay bị sai khi mà nhìn nhận về WordPress. Thì cái quan điểm đầu tiên đó là WordPress là số 1 thế giới. Cái này là chắc chắn sai, và mình tin chắc rằng các bạn sẽ không nghĩ vậy đâu ha. WordPress không phải là một cái gì đó cực kỳ cao siêu, và nó cũng không phải là gì đó là một số 1 thế giới. Nó không có 100%, nó không có hoàn thiện bậc nhất thế giới, không có. Chúng ta có rất là nhiều nền tảng khác có thể tốt hơn WordPress ở điểm này, nhưng mà có thể kém hơn WordPress ở điểm khác. Và mỗi cái nền tảng nó đều có cái ưu nhược điểm khác nhau. Cho nên là WordPress nó không phải là ưu việt số 1 thế giới. Và cái điểm nữa đó là không phải cái gì về website nó cũng làm được ha các bạn. Như mình đã nói rồi ha, những cái website về blog, về tin tức, về bán hàng, về thương mại điện tử, về đặt vé máy bay, về làm web mại dẫn giá, coupon vân vân thì WordPress làm được. Tức là những cái hình thức website phổ biến thì WordPress làm được. Tuy nhiên là đi về một cái chuyên môn nhỏ nào đó, một cái ngách nhỏ nào đó riêng biệt về hệ thống của một cái doanh nghiệp, hoặc là một của một cái đặc thù ngành nào đó, thì các bạn nên cân nhắc là chúng ta sử dụng WordPress hay là chúng ta sử dụng một cái nền tảng khác, hoặc là chúng ta sử dụng một cái nền tảng mà nội bộ tự xây dựng. Các bạn lưu ý ha, chứ không phải là WordPress cái gì làm cũng được đâu các bạn. Rồi, không biết lập trình WordPress thì đừng có mơ dùng WordPress. Cái này là sai lầm hoàn toàn. Rất là nhiều người bị sai lầm ở chỗ này. Tức là nhìn nhận sai lầm ở chỗ này. Tức là khi mà nghe tới WordPress thì trong đầu mặc định nghĩ rằng phải biết lập trình thì mới xài WordPress. Mình không biết lập trình. Mình là dân kinh doanh mà, mình là dân marketing mà. Mình là người bình thường mà. Mình đâu phải là lập trình viên đâu. Mình đâu phải là học công nghệ thông tin đâu. Mình không phải là IT đâu. Mình đâu có biết xài WordPress. Họ tự tạo ra cái rào cản bản thân. Cho nên là họ nghĩ rằng như vậy là đúng, và họ cũng không đụng tới WordPress. Họ cũng không có cái lý do gì để mà họ học cái cách mà sử dụng WordPress. Thì mình nói lại, đó là một cái quan điểm sai lầm. Bản chất WordPress nó sinh ra là cho người dùng cuối, tức là cho end user. Các bạn lưu ý điều này. Facebook sinh ra để cho người dùng cuối sử dụng, tức là cho chúng ta sử dụng, cho những cái người phổ thông, người dùng phổ thông sử dụng, chứ không phải là cho lập trình viên sử dụng. Facebook không phải sinh ra cho lập trình viên sử dụng, không phải cho người học công nghệ thông tin sử dụng. Nó sinh ra dành cho đại trà, dành cho công chúng. WordPress nó cũng vậy thôi. Nó cũng sinh ra cho tất cả mọi người sử dụng, chứ không phải chỉ riêng lập trình viên sử dụng. Hai các bạn lưu ý. Thì khi mà chúng ta nghĩ vậy rồi thì chúng ta mới có cái lý do, chúng ta mới có cái động lực mà chúng ta tìm hiểu thêm WordPress ấy. Tại vì đâu phải WordPress nó khó đâu. Không phải WordPress nó là một cái thứ gì đó cao siêu mà các bạn phải học lập trình các bạn mới xài được đâu. Các bạn chỉ là một cái người dùng phổ thông, chúng ta đã có thể làm WordPress rồi. Cho nên là các bạn lưu ý. Và sau này khi mà các bạn tìm hiểu xong cái series này rồi, thì mình tin chắc rằng các bạn có thể tự làm cho mình một cái trang blog để mà chúng ta đăng tin tức bán hàng rồi. Hoặc là chúng ta xem thêm cái video, những cái series nâng cao thêm, thì chúng ta có thể làm được cái series web bán hàng rồi, làm được cái website bán hàng rồi. Chứ không cần phải thuê nhà cung cấp lập trình website WordPress, hoặc là những cái nhà cung cấp dịch vụ thiết kế website WordPress ha. Các bạn có thể tự làm cho mình được. Rồi, thì có lẽ cái video đầu tiên là cũng là cái video tổng quan mà mình chia sẻ nhiều thời gian tới như vậy. Thì hy vọng rằng các bạn có thể xem lại cái video này, hoặc là chúng ta tua nhanh thêm một lần nữa. Rồi, chúng ta chuyển qua cái video thứ hai, video thứ ba, thứ tư trong cái series này. Thì những cái video lần sau mình sẽ nói cực kỳ ngắn gọn và cực kỳ gọi là đi vào thực hành, mà không có nói nhiều về lý thuyết hả các bạn. Tại vì series trên YouTube mình xây dựng chủ yếu là về thực hành là nhiều. Các bạn vào các bạn làm ngay, các bạn làm từng bước xong có kết quả ngay, chứ không phải mình làm một cái gì đó giống như là giáo trình dạy trong trường đại học cao đẳng đâu.
các bạn cứ yên tâm là nội dung series của mình nó không quá sâu về kiến thức, không quá sâu về lý thuyết ha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian khá là lâu để xem cái video đầu tiên của mình. Thì hy vọng rằng video này hữu ích với các bạn. Nếu các bạn thấy hay, các bạn có thể bấm đăng ký kênh để mà nhận những cái video mới nhất của mình. Các bạn có thể bấm like hoặc là chúng ta chia sẻ cái video này trên Facebook, trên Google, Google Cộng hay là những nơi nào đó các bạn thấy hữu ích. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào các bạn.